Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Cầu Ma, tập 11. Sáng sớm ngày thứ 3, sau khi Tô Minh trở lại bộ lạc, đoàn người có A Công dẫn đầu tập trung ở Man Khải. A Công vẫn mặc đồ vải thô, đầu tóc vẫn bạc bện nhiều bím, thoạt nhìn tinh thần tốt lắm. Mắt ông lướt qua trên người của Bắc Lăng, Lôi Thần, Tô Minh và một thiếu nữ tuổi bằng Tô Minh. Thiếu nữ này gọi là Ô Lạp, là lúc Man Khải bị phát hiện có man thể. Hiện giờ đã qua mấy tháng, cô đã đạt đến tầng 2 ngưng huyết cảnh, tùy thời có thể ngưng tụ ra sợi máu thứ 11, trở thành man sĩ ngưng huyết cảnh tầng 3. Sau lưng A Công còn có đứng hai người. Ở trong đó một người là tiễn thủ của bộ lạc, cũng chính là A Ba của Bắc Lăng. Thân thể gã cường tráng như sắt, mắt sáng như lộ ra nhu hòa. Một người khác thì sắc mặt lạnh lùng, không tùy tiện nói chuyện, là khôi thủ đội săn Sơn Ngân. Gã mặc đồ gia thú càng hiện ra sự cường tráng. Trước giờ không nói nhiều, nhưng đa số man sĩ trong bộ lạc đều cực kỳ kính trọng gã. Lại thêm đội săn của gã bảo vệ bộ lạc, chuyên cung cấp thực vật, cho nên khiến người này có địa vị rất cao trong bộ lạc. Ô Sơn bộ lạc chúng ta nhỏ, không sánh bằng Phong Quyến, cho nên mỗi cách vài năm đều phải cường hấn Phong Quyến bộ lạc viếng thăm, để biểu đạt lễ tôn kính đầu lĩnh. Mấy năm trước ta không đi, năm nay đích thân đi một chuyến. Sự kiện này trừ Ô Sơn bộ lạc chúng ta, Ô Long bộ lạc, Hắc Sơn bộ lạc, còn có mấy bộ lạc nhỏ xa xôi ở xung quanh đều sẽ tụ tập tại Phong Quyến. Cho nên chuyện này đối với các ngươi là khảo nghiệm. Đối diện với rất nhiều cùng thế hệ ngoài bộ lạc, có nổi bật hay không, có bêu xấu danh tiếng Ô Sơn bộ lạc chúng ta hay không, đều là trông cậy vào các ngươi. Lần này tuyển chọn các ngươi là bởi vì các ngươi là mầm giống tốt của Ô Sơn bộ lạc, tăng một ít kiến thức ngày sau sẽ có thể trợ giúp rất lớn cho các ngươi. Trong các ngươi, Bắc Lăng từng hai lần tham dự nên biết một ít chi tiết, các người có thể hỏi thăm hắn. A Công từ từ mở miệng, thanh âm khàn khàn quanh quẩn xung quanh. Bắc Lăng nhỏ giọng đồng ý, ánh mắt rơi trên người của Lôi Thần, lại nhìn cô gái tên Ô Lạp, cuối cùng nhìn Tô Minh đứng một bên, nhíu mày. A Công, việc này có giống hai lần trước, có đại thử. Bắc Lăng chần chờ, cung kính hỏi A Công. Thấy ông gật đầu, mắt y chợt lóe, tay chỉ Tô Minh. A Công, tôi đề nghị Tô Minh không cần tiến lên, hắn không phải là man sĩ, coi như có đi cũng không hữu dụng và giúp được gì, không bằng để lại danh ngạch cho tộc nhân khác. Bắc Lăng mới nói ra lời này, Lôi Thần đứng bên cạnh ngay lập tức ánh mắt sắc bén, tiến lên mấy bước, lớn giọng bất mãn. Không phải man sĩ thì không thể đi, Bắc Lăng, huynh nói cái gì vậy? Cô gái Ô Lạp về mặt bình tĩnh, mắt quét Tô Minh im lặng, trong mắt ẩn chứa khinh thường nhưng không mở miệng tham gia. A Công, mỗi lần thăm viếng chỉ có thể mang 4 người hậu bối tham dự. Đại thử trước đây, Ô Sơn bộ lạc chỉ có một mình tôi có thể tiến vào 50 hạng đầu tiên. Năm nay có Lôi Thần, có lẽ hắn cũng có thể. Dù là Ô Lạp, mặc dù tu vi không cao, nhưng có thể tại Man Khải lóe lên 9 lần. Có lẽ có thể tiến vào hạng 100. Thành tích này đã là tốt hơn năm trước rất nhiều. Nếu có thêm một người cũng tiến vào 100 chẳng phải càng tốt sao? Còn Tô Minh chỉ là lãng phí danh ngạch. Bắc Lăng bình tĩnh mở miệng, không thèm liếc Lôi Thần đứng bên cạnh tức giận. Tô Minh sẽ không tham dự đại thử, ta mang nó đi tất nhiên là có sắp xếp. A Công từ từ nói. Bắc Lăng còn muốn nói cái gì đó, nhưng tiễn thủ đứng sau A Công lướt y một cái, khiến lời Bắc Lăng muốn nói lập tức nuốt xuống. Từ nhỏ Bắc Lăng đã sợ A Ba. Được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng ta đi thôi. A Công nâng tay phải, mạnh chộp hướng bầu trời sáng ngời. Thoáng chốc trên trời có tiếng sấm đi đùng chấn động tám phương. Mắt thấy thật nhiều mây trắng lập tức biến đen như mực. Cùng lúc đó, trên mặt A Công rõ ràng hiện ra một man văn do nhiều sợi máu hợp thành. Đó là hình con rắn. Sau khi xuất hiện man văn này, lập tức đám mây đen trên trời như là bị đôi tay vô hình nhào nặn, khoảnh khắc tập trung cùng một chỗ, không ngờ hóa thành con rắn dài hơn 10 trượng,
vô cùng dữ tợn. Hình ảnh này khiến cho Lôi Thần và Ô Lạp tâm thần chấn động, đứng ngây ngốc. Bắc Lăng thì còn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, ép mình ra vẻ lạnh lùng. Tô Minh đứng một bên, nhìn con rắn to lớn, hít sâu, trong mắt lộ ra khát vọng. Tiễn Thủ đứng sau lưng A Công, vẻ mặt có tia sùng bái nhìn con rắn. Còn có Sơn Ngân, khi thấy con rắn thì mặt chợt lóe sự cuồng nhiệt. Con rắn này biến hóa thậm chí có thể thấy rõ vảy trên người, hơi thở cực kỳ cường đại từ người nó phát ra. Cái đầu rắn to mạnh vung, hai mắt màu đỏ ẩn chứa hùng ác. Nhưng giờ phút này, sự dữ tợn dần tán đi, biến thành dịu dàng. Nó từ giữa không trung rơi xuống, cúi đầu ngoan ngoãn nằm bên cạnh A Công. A Công nhấc chân đi lên con rắn, đứng ở phía đầu nó. Đều lên đi. Bắc Lăng là người thứ nhất nhảy lên, đứng trên đường rắn, khoanh chân ngồi xuống. Lôi Thần, Ô Lạp cũng lần lượt nhảy lên. Phía sau Tô Minh chần chờ một chút, cũng nhảy lên đứng trên đường rắn. Hắn định lùi vài bước ngồi chung với Lôi Thần thì truyền tới tiếng của A Công: Tô Minh, đi tới cạnh ta. Thanh âm A Công có sự nghiêm khắc, khiến cho Tô Minh vẻ mặt đau khổ tới bên cạnh ông. Hắn mới ngồi xuống liền thấy A Công chừng mình một cái. A Công, con sai rồi, thật sự xin lỗi. Tô Minh vội nhỏ giọng nói. A Công không thèm để ý, đợi Tiễn Thủ và Sơn Ngân đều lên lưng con rắn rồi mới vung tay phải lên. Thoáng chốc con rắn ngửa đầu gầm giống, trực tiếp bay hướng đám mây. Bộ lạc bên dưới thấy tốc độ mắt thường có thể thấy ngày càng nhỏ, đến cuối cùng trở thành điểm nhỏ. Tùy theo con rắn bay lên, cuồng phong gào thét như là tiếng sấm, khiến Tô Minh sắc mặt tái nhợt. Đám Lôi Thần cũng như thế. Chẳng có lúc này hai người Tiễn Thủ, Khôi Thủ, đội thợ săn chia nhau đứng giữa đôi rắn bảo vệ ba người Bắc Lăng. Còn về Tô Minh, trong cuồng phong hô hấp hơi dồn dập, nhưng rất nhanh một lực lượng nhu hòa bao phủ hắn. Là A Công tỏa ra khí thế khiến cho Tô Minh chống được cảm giác khó chịu lần đầu tiên bay lên trời. Ngươi còn biết sai? Ngươi sai ở đâu? Rõ ràng là Lạp Tô Ô Long bộ lạc mượn ngươi 5.000 thạch cầm cố thành mâu. Xung quanh cuồng phong rít gào, nhưng lời A Công lại rõ ràng lọt vào tai Tô Minh. Có uy nhiếp khí huyết của A Công ở đó, trừ hai người nọ ra, mấy người trên lưng hắn không thể nghe được. Cái này... Tô Minh vẻ mặt bối rối. Lúc trước hắn trở về bộ lạc liền hưng phấn báo cho A Công, kết quả không ngờ ông nghe xong lập tức trầm mặc, mắng mình một trận, thậm chí còn lấy trường mâu, khiến Tô Minh trở về sát nhà thì thở dài thở ngắn, không biết mình sai ở đâu. A Công, con thực sự sai rồi, con không nên lấy đi man khí của Tư Không, càng không nên nảy ra lòng tham. Tô Minh vẻ mặt đau khổ, vừa đánh giá sắc mặt A Công, vừa cẩn thận mở miệng. Càng không nên khiến hắn viết huyết thư. A Công, con sai rồi. Tô Minh đôi mắt long lanh nhìn A Công. Chỉ sai bấy nhiêu, không còn cái khác sao? Người suy nghĩ cho kỹ đi, đến cùng ngươi sai ở đâu? A Công nhìn Tô Minh một cái, chậm rãi nói. Tô Minh ngẩn ra, bất giác cãi đầu, thầm suy nghĩ lời A Công nói chắc là có ý nghĩa khác. Chính mình trừ sai đi điều đó ra, chẳng có lẽ là còn cái khác. Tô Minh cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên hai mắt chẹt qua tia sáng lạnh, hắn bỗng ngẩng đầu. A Công, con biết rồi, con nên giết hắn sau khi đó xử lý sạch sẽ thi thể rồi lấy đi mạn khí. Nghe lời Tô Minh, con người của A Công co rút, ngơ ngẩn nhìn Tô Minh. Ánh mắt ông không phải nhìn thiếu niên trước mặt, mà là ẩn chứa ý nghĩa gì đó Tô Minh không hiểu. Vì cái gì cảm thấy sai lầm ở điểm đó, hơn nữa còn phải giết hắn? A Công nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Bởi vì hắn muốn giết con. A Công không biết đâu, hắn thực sự muốn giết con. Nếu không phải là con cẩn thận thì A Công đã không thể nhìn thấy con rồi. Nhưng mà... Nhưng con không nhẫn tâm. Con cảm thấy nếu thực giết hắn thì sẽ đến phiền phức cho bộ lạc. Tô Minh nhớ lại hình ảnh vài ngày trước, lòng thầm run, chần chờ một chút nhỏ giọng giải thích. Ngươi nói đúng, Tô Minh. Ngươi phải nhớ điểm này. Sau này nếu gặp ai có ý muốn giết ngươi, nhất định phải diệt trừ nguy hiểm từ trong trứng nước. A Công nhắm mắt lại, thật lâu sau chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn ngập hiền lành. Chẳng qua A Công nói ngươi phạm sai lầm không phải điểm đó. Ngươi hãy nghĩ lại xem, ngươi còn có chỗ nào chưa nghĩ ra? Giết người rất đơn giản,
Nhưng làm sao giết người rồi đảm bảo mình an toàn, làm sao ở trong nguy hiểm từ đường cùng tìm ra một lối khác? A Công nhìn Tô Minh khẽ nói. Tô Minh gãi đầu. Hắn chỉ là một thiếu niên, mặc dù biểu hiện không tầm thường, nhưng đến cùng vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Đối với lời của A Công, hắn mơ hồ nhận biết, nhưng đa số không hiểu. Suy nghĩ kỹ một chút, không cần nóng vội đưa ra đáp án. Đợi ngươi hiểu rõ, hãy nói cho ta. Cần tự học suy đoán, ngẫm nghĩ. A Công nhắm mắt lại. Mấy năm này A Công hay làm chuyện như vậy, nuôi lớn hắn. Tô Minh lớn dần, A Công dạy bảo đem đến tác dụng cực kỳ quan trọng. Tô Minh suy tư, nhớ lại hình ảnh ngày đó. Từ ngoài Ô Long bộ lạc gặp phải một trường mâu tập kích, sau đó Tư không đuổi theo, mãi tới cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là một tiếng đồng hồ. Cách Phong Quyến bộ lạc còn nửa đường, có gió mạnh từ xa thổi tới, khiến thân thể con rắn hơi rung động, khiến mọi người trên lưng cũng rung lên. Tô Minh thân thể lắc lư, đầu óc như là bị sét đánh. A Công, con biết rồi. Tô Minh thì thào, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Biết cái gì? A Công mở mắt ra nhìn Tô Minh. Con không giết Tư Không, lấy thân phận của y, coi như là con trai của tộc trưởng Ô Long bộ lạc, cũng không thể phát động lực lượng trường mâu phòng hộ của bộ lạc. Quan trọng là y không thể lừa cả bộ lạc Ô Long một mình truy sát con. Tô Minh càng nói càng cảm thấy kinh sợ, trên người toát mồ hôi lạnh. Việc này thoạt nhìn có một mình hắn đuổi theo, nhưng trên thực tế, con người của Tô Minh rụt lại. Trên thực tế, việc hắn đuổi giết con, chỉ sợ cả Man Công và tộc trưởng Ô Long bộ lạc đều biết, nhưng không ngăn cản mà là mặc kệ sự việc phát triển. Hơn nữa, nói không chừng bọn họ đi theo sau, tận mắt thấy con và Tư Không đánh nhau. Tô Minh hít một ngụm khí. Hắn không sợ cái gì, chỉ sợ lực lượng ánh trăng bị đối phương nhìn thấy. Nhưng giờ phút này hắn càng phân tích càng kinh hãi. Sự thực như là cuộn tranh bị hắn chậm rãi mở ra trước mắt. Nhưng rất nhanh, Tô Minh nhíu mày, mắt lộ ra khó hiểu. Là không rõ, nếu Man Công học tộc trưởng Ô Long bộ lạc theo sau, vì sao để ngươi dễ dàng lấy đi cái mâu này đúng không? A Công bình thản mở miệng, chỉ ra nghi hoặc lớn nhất hiện tại ở trong lòng Tô Minh. Tô Minh không lên tiếng, mắt lộ ra suy ngẫm. Lát sau, hắn nhìn trời đất mênh mông, chậm rãi mở miệng. Lặng lẽ theo sau con và Tư Không, không thể nào là tộc trưởng Ô Long bộ lạc. Nếu không thì khi ông ta thấy Tư Không bị thương, sẽ không nhịn được. Con nghĩ theo sau chắc là Man Công của Ô Long bộ lạc, nhưng con vẫn không hiểu được Man Công Ô Long bộ lạc vì sao để con cầm đi trường mâu man khí. Không sai, đi theo sau lưng người hiển nhiên là Man Công Ô Long bộ lạc Lạc Tố. A Công lấy mắt sáng, lộ tia khen ngợi. Con phân tích rất đúng. Nếu là tộc trưởng Ô Long bộ lạc theo sau, thì sao có thể trơ mắt nhìn ngươi khi dễ con mình được. Còn về câu hỏi của con, A Công có thể đưa ra đáp án. Đợt này tuy nói là truy sát, nhưng thực sự là Ô Long bộ lạc sẽ không giết người. Dù sao người đã cứu Bạch Linh, nếu họ lấy oán trả ơn thì sẽ hoàn toàn chọc giận Ô Sơn bộ lạc chúng ta. Đặc biệt là thời điểm quan trọng này, họ sẽ không làm như vậy. A Công mắt lấp lóe tia trí tuệ, giảng dạy cho Tô Minh. Bọn họ đang đe dọa con. Sắc mặt Tô Minh lộ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến thành khó chịu. Chính là răn đe ngươi, rình ngó con gái bộ lạc nhà người ta, muốn dọa ngươi đi, khiến cho ngươi sợ hãi chạy về, sau này không dám tới gần Ô Long bộ lạc nữa. Tư Không không biết điểm này, hắn thực có sát ý, chắc đúng là có ý với Bạch Linh, bị Man Công bộ lạc Lạc Tố lợi dụng. Nếu ngươi không địch lại, tối đa chỉ là bị thương, bà ta sẽ ẩn ở chỗ này ra tay. Bà ta sẽ ẩn ở chỗ tối ra tay, để ngươi thấy như là mình thoát trong đường tơ kẽ tóc. Ngươi vẫn còn quá nhỏ, nhìn không thấu trần tướng. Nếu đổi lại A Công sẽ không bỏ chạy, đơn giản là xông thẳng tới Ô Long bộ lạc họ, ngay trước mặt kiếm cô gái người thích. Ngươi là ân nhân cứu mạng của cô ta, lại đứa đứa trẻ của ta, bọn họ sao có thể dễ dàng tổn thương ngươi chứ? A Công mỉm cười, sờ đầu Tô Minh. Tô Minh ngẩn ra, trên mặt lộ ra hối hận. Đây có lẽ là Ô Long bộ lạc một lần thử thách ngươi. Dù sao cô gái người thích
chính là cháu của Man Công. A Công mặt hiện ý cười nhìn Tô Minh. A Công, Man Công ô long bộ là quá là gian xảo. Tô Minh mặt khổ, nghe A Công nói xong, dĩ nhiên hắn hiểu ra sự thực. Đừng ủ rũ, trừ ngươi không nhìn thấu ý của họ ra thì cũng không làm sai lầm cái gì. Chắc là Lạc Tố không ngờ rằng ngươi chẳng những không bị Tư Không truy sát chật vật, ngược lại còn đánh bại Tư Không. Còn về Lạc Tố để ngươi lấy đi màn khí. Hai mắt A Công chật đấy. Bà ta thấy không dọa chạy ngươi được nên cố ý để ngươi lấy đi, là cho lão phu biết được việc ngươi cứu Bạch Linh đổi lại mâu này. Ô Long bộ lạc khác với chúng ta, đặc biệt Lạc Tố, bà ta không hiểu man thuật, do vào chế tác man khí không phải man khí chân chính mà là mô phỏng. Ví dụ như thanh mâu ngươi đạt được này chính là phỏng theo man khí, dựa theo tam đại man khí năm đó huyết lần mâu của Ô Sơn bộ lạc. A Công nâng tay lên vỗ cánh tay Tô Minh, hắn lập tức cảm giác có luồng lạnh lẽo dung nhập. Rất nhanh, tay phải quán có một sợi chỉ đen chậm rãi trồi lên. Mâu này A Công đã vì ngươi chỉnh lý một phen, cải biến chút ít, khiến giết đen hóa thành hắc điều, có thể dung nhập vào người của ngươi, lúc cần thì tưởng tượng là được. A Công nâng tay phải lên mỉm cười nói. Tô Minh nhìn sợi chỉ đen trên cánh tay phải, chần chờ một chút định mở miệng. A Công biết ngươi muốn nói cái gì, ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi lấy màn khí của Ô Long bộ lạc, trừ bỏ việc ngươi cứu Bạch Linh, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Ngươi muốn trả lại mâu đổi lấy cơ hội tiếp xúc cô bé đó, hay là không trả lại, từ đây không gặp cô bé? A Công cười nói. Tô Minh trầm ngâm không lâu, bỗng nhiên bật cười. Trần mâu này là Tư Không thiếu 5.000 thạch làm tin, dĩ nhiên là không thể trả lại. Còn về Bạch Linh, con là ân nhân cứu mạng của cô ấy. Tô Minh chớp mắt. A Công cười ha ha, vỗ đầu Tô Minh, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Giữa thân còn rắn to, Bác Lăng khoanh chân ngồi đó, y nhìn bóng lưng A Công và Tô Minh, mặc dù không nghe được họ đang bàn cái gì, nhưng thấy A Công mỉm cười, nhìn nụ cười của Tô Minh, Bác Lăng cúi đầu, mắt y lóe lên sự ghen tị. Tô Minh, nếu ngươi là man sĩ cũng đành thôi, nhưng năm ngươi lần đầu tiên man khải, căn bản không có man thể, vì sao một người thường như ngươi chẳng những được tình cảm của A Hân, hơn nữa còn quan trọng nhất là dựa vào cái gì A Công tốt với ngươi như vậy? Chỉ vì ngươi được A Công nhặt về sao? Các người không có quan hệ huyết thống, ta mới là hy vọng của bộ lạc. Nhưng A Công đối với ta chưa bao giờ nở nụ cười, thậm chí A Bà cũng vậy, thường cảm thán ngươi có tiềm năng thành tiễn thủ. Tô Minh, nếu không có ngươi, Trần Hân cũng tốt, A Bà cũng được, thậm chí là A Công đều sẽ không đối với ta như vậy. Tô Minh, ngươi luôn cho rằng ta bởi vì Trần Hân mới lạnh lùng với ngươi, luôn luôn muốn giải thích, nhưng ngươi không biết rằng ta không muốn nghe ngươi giải thích. Một đứa trẻ bị nhặt được, một người không thuộc về Ô Sơn bộ lạc ta, thậm chí đều không giống man tộc, ngươi có tư cách gì có thể giải thích được với ta? Lại có tư cách gì khiến ta lãng phí thời gian nghe ngươi giải bày? Bác Lăng thở hồng hộc, một lúc lâu sau mới bình ổn lại. Khi y ngẩng đầu lên, tất cả đều phục hồi như thường, vẫn lạnh lùng, vẫn cao ngạo. Cha của Bắc Lăng đứng cách không xa, là tiễn thủ hiện tại của Ô Sơn bộ lạc. Giờ phút này hơi nhíu mày, liếc Bắc Lăng một cái, rồi lại nhìn bóng lưng của Tô Minh, thầm than. Phần đuôi con rắn, bên cạnh Lôi Thần, là Sơn Ngân, khôi thủ đội săn. Trong mắt chợt qua tia kỳ lạ, không biết suy nghĩ cái gì. Gã ở trong bộ lạc rất ít nói chuyện, ít người có thể nhìn ra suy nghĩ của gã. Thời gian rất nhanh trôi qua, từ Ô Sơn bộ lạc đến Long Quyến bộ lạc, nếu đổi lại Tô Minh chân trần chạy nhanh, thời gian cần khoảng 2 ngày. Nhưng trên người con rắn của A Công lại chỉ mất chưa đến 2 tiếng đồng hồ, có thể mơ hồ thấy trên mặt đất một bộ lạc khá lớn. Chính giữa trung tâm bộ lạc là một thành đá to lớn. Thành này ở trên trời nhìn không thấy lớn, nhưng theo con rắn hạ xuống thì mới hiện rõ ở trên mắt Tô Minh. Thành đá hùng vĩ, bên trong có nhiều gian nhà đất đá, thoạt nhìn không chút lộn xộn, bộ dáng rất gọn gàng, sạch sẽ. Mặc dù không thể so với Hỏa Man bộ lạc vạn năm trước mà Tô Minh chứng kiến, nhưng so với Ô Sơn bộ lạc quán thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ tòa thành này không phải vật Ô Sơn bộ lạc có thể có được. Tường thành cao mấy mét,
người đứng trên cần ngẩng đầu lên nhìn. Dù hiện giờ Tô Minh ở giữa không trung, nhìn nó cũng là tâm thần chấn động. Không chỉ mình hắn, Lôi Thần cũng nằm trên mình con rắn thò đầu xuống dưới nhìn, trong mắt lộ ra hâm mộ và rung động. Ô Lạp cũng vậy, ngây ngốc nhìn thành đá to lớn. Đây là vật cô chưa bao giờ trông thấy. Chỉ có Bác Lăng là sắc mặt bình tĩnh. Trong thành trì to lớn, có thể cư ngụ mấy ngàn người, vẫn còn trống nhiều. Trung tâm thành trì có một tòa tế đàn cao lớn đen thui, hình ngũ giác. Tế đàn cao lớn hơn 10 mét. Mơ hồ có một số đồ đằng chim muông, lộ ra hơi thở hoang dã. Là vật bắt mắt nhất trong thành. Nếu chỉ là một tòa thành đá thì cũng không hiện đủ sự cường đại của phong quyến bộ lạc bá chủ nơi này. Thống lĩnh tám vương, nhận vô số bộ lạc nhỏ cung phụng, càng là bộ lạc duy nhất có thành viên liên hệ với cấp trên. Chỉ thấy xung quanh thành đá có tới 6 bộ lạc giống như là Ô Sơn bộ lạc. 6 bộ lạc này đều là trực tiếp phụ thuộc về phong quyến bộ lạc, hiện giờ trở thành một phần của phong quyến bộ lạc. Tô Minh ngơ ngác nhìn bộ lạc khổng lồ trên mặt đất. Phong quyến bộ lạc cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Trong suy nghĩ của hắn, bộ lạc như vậy tự như là trời, có thể hủy diệt bất cứ kẻ địch nào. Theo con rắn tới gần, Tô Minh thấy bên dưới phong quyến bộ lạc có nhiều bộ tộc, có nhiều tộc nhân ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tộc nhân phong quyến bộ lạc xa lạ, từ vẻ mặt của họ, Tô Minh không biết có phải là ảo giác hay không, cảm nhận được sự cao ngạo. Đây chính là phong quyến bộ lạc. Giọng của A Công quanh quẩn trên con rắn. Năm đó là bộ lạc phụ thuộc của Ô Sơn lạc ta, hiện giờ bộ lạc mạnh nhất tám phương. A Công, Ô Sơn bộ lạc ta cũng từng lớn như phong quyến bộ lạc sao? Hỏi chuyện chính là cô gái tên Ô Lạp. A Công không nói, trong mắt có tia buồn rầu. Ngay lúc đó, bỗng nhìn từ trong phong quyến bộ lạc truyền ra tiếng cười nhu hòa. Mạc Tăng, ngươi đến phong quyến bộ lạc của ta, thật là hiếm thấy. Mắt thấy trên tế đàn ngũ giác trung tâm thành đá, có một người đàn ông trung niên mặc áo tím đang ngẩng đầu nhìn lên, mặt mang vẻ mỉm cười. Vốn khoảng cách giữa Tô Minh và người trung niên còn hơi xa, nhưng không biết vì sao hắn nghe thanh âm người này, nhìn qua lập tức liền hiện ra hình dáng này tự như là ở khoảng cách rất gần. Hình ảnh kỳ lạ này khiến cho Tô Minh tinh thần chấn động. Cùng lúc đó, khi tiếng cười truyền tới, lực lượng khí huyết trong người hắn chuyển động như không bị khống chế. Dường như là đối phương chỉ cần liếc mắt một cái có thể khiến cho máu trên người mình trào ra hết, lập tức chết ngay. Không chỉ Tô Minh có cảm giác như vậy, giờ phút này Lôi Thần, Ô Lạp, coi như là Bác Lăng cũng đều có ảo giác giống như vậy. Thân thể Lôi Thần run lên, lộ ra khó tin. Còn có Ô Lạp, thân thể cũng run lẩy bẩy, tựa như là người đàn ông trung niên trước mắt có lực lượng cường đại khiến cô phải quỳ lạy. Xem như là cha của Bác Lăng, tiễn thủ Ô Sơn bộ lạc, giờ phút này thân thể khẽ run, chậm rãi cúi đầu hướng người trung niên, nhấc chân bước lên không khí tiến lên. Trừ tiễn thủ ra, Sơn Ngân Khôi thủ đội săn cũng hô hấp dồn dập, mắt lộ ra cuồng nhiệt và khát vọng. Ánh mắt như vậy đặt trên người của gã luôn im lặng, ít nói thì thực là hiếm hoi. Khai trần cảnh. Trong lòng của Tô Minh gào thét, đó quán chợt hiện ra ba chữ kia. Khai trần cảnh đạp không, man văn vu thiên, ngôn động khí huyết, khí phá trời. Trên sách giả thú có miêu tả khai trần cảnh chính là 16 chữ này. Tô Minh ngơ ngác nhìn người đàn ông áo tím ở phía dưới từng bước một đạp không trung tiến lên. Người này thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, hơi gầy nhưng khuôn mặt cực tuấn tú. Trên người y nhìn không thấy được nhiều vết thuộc về man tộc, chỉ có hai bên tai là nhiều khuyên tai xương mới lộ ra đôi chút. Bộ áo tím kia Tô Minh chưa thấy qua đồ đẹp như vậy, vải thô áo gai còn lâu mới sánh bằng, càng không phải là đồ gia thú hắn mặc có thể so sánh. Theo người này đi tới, sau lưng phong quyến bộ lạc hơi vặn vẹo, giống như là trong nhấp mắt này đất trời biển sắc, trừ y ra tất cả không tồn tại. Cũng trong nháy mắt này, gió thổi mây ngừng, người đàn ông trung niên tóc dài xõa tung, mặt mỉm cười chậm rãi tới gần. Nụ cười như là gió xuân khiến cho khí huyết trong người đám Tô Minh hơi hỏa hoãn, nhưng theo người trung niên tiến tới gần thì hiện ra loại cảm giác nghẹt thở như là khiến người không dám thở mạnh vậy. Đặc biệt là ánh mắt người này tựa như là ẩn chứa trời đất, khiến cho người nhìn đầu óc trống rỗng, giống như bí mật bị đối phương phát hiện không còn chỗ che giấu.
Con rắn dừng giữa không trung, không dám nhúc nhích chút nào. Do đó có thể thấy sự khủng bố của người đàn ông trung niên. A Công chậm rãi đứng dậy, giấu đi đáy mắt phức tạp lóe ra lúc không thấy người kia. Mặc Tang bái kiến Thượng Man Phong Quyến. A Công mặt già nua, đứng dậy cúi đầu hướng người đàn ông trung niên. Mặc Tang, giữa ngươi và ta không cần như vậy. Người đàn ông thanh âm nhu hòa, nhưng không ngăn cản A Công cúi đầu. Đợi A Công bái xong, y vùng tay phải lên, tựa như là cách không nâng dậy. Đặt thế A Công thân thể chấn động, nhưng không đứng dậy mà là dưới lực lượng nào đó, lại từ từ cúi đầu. Lần cúi đầu này, thoáng chốc lực lượng bên ngoài thân thể A Công tan vỡ, dần tán đi. Thế này A Công mới đứng vững. Người đàn ông áo tím nhìn chằm chằm A Công, trên mặt lộ ra tươi cười, lắc đầu chỉ vào ông. Người đó vẫn là tính tình như hồi trẻ, đã bao nhiêu năm rồi, sao lần này lại ở đây tìm ta? Năm đó Thượng Man đề ra yêu cầu, Mặc Tàng vân vân đến này đã có quyết định. A Công sắc mặt bình thản, chậm rãi mở miệng. Người đàn ông áo tím nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng. Đám Tô Minh cũng đã đứng dậy, cung kính đứng bên cạnh. Tô Minh cách A Công gần nhất, mơ hồ cảm nhận được tầm nhìn A Công khi đối diện bạn cũ, cũng có thể hiểu vì sao A Công không đến phòng quyến. Thấy khuôn mặt già nua của A Công, tim hắn gần trương đập nhanh, liếc trộm người đàn ông trung niên áo tím. Trong đầu Tô Minh bất giác hiện ra lời A Công đã nói với hắn. Man Công phong quyến bộ lạc, trước năm 20 tuổi không bằng ta, mãi đến năm 34 tuổi mới có thể miễn cưỡng đấu một trận cùng ta. Khi ấy A Công trong bộ lạc tám phương này không ai không biết. Lòng Tô Minh đau nhói, đang muốn thu lại tầm mắt thì đã thấy người áo tím mỉm cười nhìn hắn một cái. Ánh mắt này lập tức khiến cho đầu óc Tô Minh chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được A Công thi thuật ẩn trên người mình chớp mắt đã bị người trung niên này nhìn thấu. Đang lúc Tô Minh sắp không chịu nổi, thân thể run rẩy, thì người đàn ông rời tầm mắt nhìn hướng đám Bắc Lăng cùng với Lôi Thần, Ô Lạp và cả Sơn Ngân Khôi Thủ cùng với tiễn thủ Ô Sơn Bộ Lạc. Bái kiến Thượng Man Phong Quyến. Sơn Ngân là người thứ nhất khom người cúi đầu, sau đó là mấy người khác cũng làm theo. Tim của Lôi Thần đập nhanh, khẩn trương đến nỗi mặt tái nhợt. Ô Lạp cũng giống như vậy, coi như là Bắc Lăng cũng không còn chút gì lạ lùng, cũng cung kính. Ta nhớ người, người tên là Bắc Lăng có đúng không? Người trung niên chỉ hướng Bắc Lăng. Bắc Lăng ngẩn ra, mắt lộ ra sự vui mừng như điên, giọng run lên, vội vàng cung kính nói. Thượng Man, tôi là Bắc Lăng. Người đàn ông áo tím mỉm cười, sau đó nhìn A Công đang muốn mở miệng thì đột nhiên biến sắc. Nhìn phương xa, A Công luôn trầm mặc đứng đó, giờ phút này như là phát hiện cái gì đó, theo sau người trung niên nhìn qua. Đã thấy phía chân trời như có cuồng phong gào thét, một sợi chỉ đen to lớn bay nhanh tới. Không bao lâu, theo sợi chỉ đen đến, có thể rõ ràng thấy sợi chỉ đen là một con rết dài hơn 10 trượng. Con rết có trăm chân, bộ dạng cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Lúc tiến lên xung quanh lượn lờ khói đen, bên trên đứng 6 người. Tô Minh nhìn con rết dần tới gần, nhìn trong 6 người có một bóng trắng, mặt lộ ra nụ cười. Đứng đầu là một bà lão tóc bạc. Bà lão mặc đồ đen, mặc dù nhìn hơi già, nhưng có thể thấy tuổi trẻ nhất định là xinh đẹp tuyệt trần. Chẳng qua là sắc mặt lạnh lùng, khiến cho người xem cảm thấy lạnh lẽo. Tô Minh phát hiện ánh mắt A Công nhìn bà lão Ô Long Bộ Lạc kia khẳng khắc. Sau lưng bà lão là một người đàn ông tự như là tháp sắt. Người đàn ông này cực kỳ cao to, sắc mặt lạnh lùng, khí huyết trên người mạnh mẽ, thậm chí còn cao hơn cả Sơn Ngân và tiễn thủ chút đỉnh. Bên người bà còn có một thiếu nữ mặc áo trắng. Thiếu nữ này mặt mày xinh đẹp cực kỳ mỹ lệ, trong mắt có tia ưu sầu. Chỉ là nỗi buồn này khi cô nhìn thấy Tô Minh thì thoáng chốc đã biến mất, còn lại là kinh ngạc và vui mừng, nháy mắt với Tô Minh. Trong ba người này, Tô Minh cũng thấy người quen, chính là Tư Không. Y đứng trên lưng con rết đen, hung ác trừng Tô Minh, mắt lộ hận thù. Còn lại hai người là tuổi không lớn, gần bằng Tô Minh, một nam một nữ. Nhìn khuôn mặt thì hai người này là anh em trai gái, đều yên lặng. Chẳng qua cô gái có thể hình cao to, thoạt nhìn rất đầy đặn nhưng diện mạo thanh tú. Khi con rết tới gần, trên bà lão và mọi người đều cúi đầu hướng người áo tím, sắc mặt cung kính. Ngay cả con rết dưới thân của họ cũng run rẩy, dường như là khá sợ người áo tím.
Người áo tím luôn luôn mỉm cười, gật đầu nhận U Long bộ lạc bái. Thì có một bóng người từ bên dưới phong quyến bộ lạc chạy vội tới. Dưới chân bóng người có khói tím lượn lờ xuất hiện giữa không trung, cung kính cúi đầu với người áo tím. Bóng người ấy chính là một ông lão áo trắng, là hôm đó lấy đi đan dược của Tô Minh, Thạch Hải. Thạch Hải chiêu đãi khách quý. Người áo tím nói xong, nghe Thạch Hải cung kính đáp liền hướng Ô Sơn bộ lạc A Công Mạc Tàng. Mạc Tàng, có bộ lạc dâng lên một ít tăng vân điệp, ta biết ngươi năm đó thích vật này, đợi ngươi đến đây ta sẽ cùng ngươi nhấm nháp. A Công Ô Sơn bộ lạc nhẹ gật đầu, ngoái nhìn lại vài câu phân phó với tiễn thủ, cất bước. Giữa ánh nhìn sừng sốt của Tô Minh, hắn thấy A Công cũng như là bước trên không khí, đi hướng người áo tím, cùng nhau bay về phía thành đá. Nhìn bóng lưng của người áo tím, trong mắt của Tô Minh có tia khao khát. Khai trần cảnh, không biết đến khi nào mình mới có thể đạt được cảnh giới như vậy. Khi Tô Minh âm thầm ước mơ trông theo, thì Thạch Hải về mặt tươi cười nhìn bọn họ. Trừ đám thanh niên trẻ tuổi ra thì mọi người đều là bạn cũ. Các người đến sớm, mấy bộ lạc khác còn chưa tới. Đợt này do lão phù tiếp đãi, mời vào phong quyến thành. Thạch Hải còn có việc khác phải làm, cố làm bộ mặt tươi cười khách sáo vài câu, dẫn mọi người bay hướng thành đá. Lúc này Lôi Thần đi tới bên cạnh Tô Minh, gặp Bạch Linh rồi, gã nhớ tới lúc ở bộ phường, hơi lo lo. Dường như đứng cạnh Tô Minh thì có thể đẩy mọi chuyện lên đầu quán. Tô Minh thi thoảng liếc Bạch Linh, Bạch Linh cũng là mỉm cười, đôi khi va chạm ánh mắt với Tô Minh. Mắt giao nhau, Tô Minh nghe tiếng tim mình đập nhanh. Rất nhanh, người của hai bộ lạc tiến vào trong phong quyến thành, đáp xuống một quảng trường cực lớn. Con rết tán đi, hóa thành khói đen, mau chóng nhập vào người Man Công Ô Long bộ lạc. Còn về con rắn thì hóa thành đụn mây bay lên trời, biến mất không thấy. Quảng trường to lớn giờ phút này đã có tộc nhân phong quyến bộ lạc chờ sẵn. Thạch Hải sắp xếp, họ chia nhau tiến đến, rất là lễ phép dẫn đường, sắp đặt chỗ ở của mấy ngày này cho bọn họ. Chẳng qua loại lễ phép này chỉ là bề ngoài, ẩn dưới thái độ vẫn là sự kiêu ngạo. Dưới sự dẫn dắt của Sơn Ngân và tiễn thủ, đám Tô Minh đang muốn rời đi, nhưng lúc này chợt truyền đến thanh âm từ phía Ô Long bộ lạc. Người chính là Tô Minh. Tô Minh khực bước chân, xoay người nhìn thấy Man Công Ô Long bộ lạc trầm ngâm nhìn mình. Tô Minh có chút khẩn trương. Loại cảm giác căng thẳng này trừ là bởi vì đối phương là Man Công Ô Long bộ lạc ra, còn bởi vì người này là trưởng bối của Bạch Linh, đồng thời bao gồm cả trên đường đến phong quyến bộ lạc, A Công đã nói với hắn những suy đoán và phân tích. Vãn bối Tô Minh, bái kiến Man Công Ô Long bộ lạc. Tô Minh hít sâu, cung kính không người cúi đầu hướng bà lão. Bà lão sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tô Minh, không biết là đang nghĩ cái gì. Mọi người xung quanh vì vậy mà yên lặng, ngay cả tộc nhân phong quyến bộ lạc dẫn khách nhìn hướng Tô Minh, thậm chí là Thạch Hải vừa muốn rời đi cũng dừng bước, thầm kinh ngạc xem. Theo ông thấy thì Tô Minh chỉ là đứa trẻ bình thường, thân thể không tồn tại chút khí huyết nào, liếc mắt một cái ông liền thu lại, không để ý việc giữa hai bộ lạc nhỏ này. Trong lòng ông thầm lo lắng, đã đi tìm tà man luyện chế dược vật kia lâu năm rồi, nhưng không chút manh mối. Mấy ngày trước A Công hỏi việc này, khiến Thạch Hải không biết đi đâu mà tìm. Chẳng lẽ tà man này đã rời khỏi đây? Thế này thì mình đi đâu tìm cho được đây? Lôi Thần đứng bên cạnh Tô Minh, trừng mắt nhìn bà lão. Tuy nói gã sợ Man Công phong quyến, nhưng đối với bà lão thì không có chút ý tôn trọng. Bắc Lăng cau mày, tầm mắt rơi trên người Tô Minh, xẹt qua tia không vui. Y không nghĩ đến tột cùng Tô Minh đã làm gì đắc tội với Ô Long bộ lạc. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, người lớn như thế này. Bà lão nhìn Tô Minh thật lâu, từ từ mở miệng, lời nói không ra vui buồn. Tô Minh càng khẩn trương, hắn đứng đó không biết nói cái gì. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được từ gần như tất cả ánh mắt đều tập trung trên người mình. Loại cảm giác này hắn rất ít trải qua, không thích ứng. Bạch Linh ở sau lưng bà lão sắc mặt tái nhợt, tay bản năng vò nhau vạt áo. Tư Không đứng bên cạnh ánh mắt đắc ý, hung dữ chừng Tô Minh. Đáng tiếc. Bà lão nhìn Tô Minh, tiếp tục chậm rãi nói. À Công người chỉ nuôi lớn người, nhưng không dạy dỗ người, khiến người biến không có chừng mực. Sao không nghĩ xem ngươi là thân phận gì chứ?
Bà lão nói không nhiều, nhưng bày ra sự trầm trọng, hơi không giống với thân phận Man Công. Tô Minh khuôn mặt lập tức trắng bệch. Chỗ yếu nhất trong lòng hắn chính là đây, đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy lại bị nói ra, khiến Tô Minh cắn môi không lên tiếng. A Công. Bạch Linh nhìn Tô Minh mặt trắng bệch, ngực lập tức đau nhói, buột miệng, ánh mắt nhìn bà lão ẩn chứa phẫn nộ. Lôi Thần đứng bên cạnh Tô Minh lập tức trợn trừng mắt. Gã không thèm biết đối phương là ai, giờ đây trông thấy Tô Minh bị làm nhục, thoáng chốc nổi giận muốn tiến lên. Nhưng khoảnh khắc gã vừa nhấc chân thì ánh mắt của bà lão kỳ dị xẹt qua. Lôi Thần thoáng chốc toàn thân chấn động. Ngay lúc này, tiễn thủ Ô Sơn Bộ Lạc luôn đứng bên một bên, không nói lời nào nhấc chân mạnh đạp lên trước một bước. Một bước này đạp xuống, cả người tiễn thủ như là biến khác hẳn. Từ người gã không biết phát ra khí thế sắc bén vòng xung quanh, chỉ nghe bên ngoài người Lôi Thần có mùi tiếng trầm đục quanh quẩn. Lôi Thần sắc mặt tái nhợt, lùi ra sau vài bước. Man Công đại nhân, đối phó với bọn trẻ Ô Sơn Bộ Lạc chúng tôi cũng không cần như vậy chứ? Tiễn thủ trầm mặc, chậm rãi mở miệng. Gần như là khoảnh khắc gã tiến lên, người đàn ông đứng sau lưng bà lão chợt ngẩng đầu, cũng tiến lên một bước, khi thế còn mạnh hơn tiễn thủ đôi chút bùng phát ra. Ngay sau đó, Sơn Ngân luôn im lặng, nhau mắt lại, bên trong chuyển động tia sáng lạnh, tự như là hóa thành rắn độc, lạnh lùng nhìn người đàn ông Ô Long Bộ Lạc. Dừng cùng bạt kiếm. Thạch Hải đứng không xa nhìn tình hình như vậy, khóe miệng lộ ra tia trào phúng. Theo ông thấy thì hai bộ lạc nhỏ này mấy trăm năm trước vốn là một nhà, nhưng hôm nay lại ra như thế này. Hơi trầm ngâm, ông không ngăn cản mà chỉ đứng đó nhìn kịch vui. Tô Minh cúi đầu trầm mặc. Lôi Thần đứng bên cạnh không tiêu tan cơn giận, mặc dù sợ nhưng gã đang muốn mở miệng, chỉ thấy Tô Minh nâng tay phải lên túm lấy cánh tay Lôi Thần. Lôi Thần ngẩn ra, Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, thân thể gầy yếu tự như là lạp tô, vĩnh viễn không lớn lên được. Khuôn mặt vẫn còn đó chút non nớt, không có tang thương năm tháng lưu dấu, không có thê lương trải qua gió mưa. Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đôi mắt hắn trong vắt, rất trong, thanh tĩnh, không có nhiều tạp chất. Cắn môi dưới, hắn nhìn bà lão Ô Long Bộ Lạc buông ra tay Lôi Thần, tiến lên trước. Giờ phút này hắn vẫn đang bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng không thèm để ý mà từng bước một đi qua Lôi Thần, đi qua tiễn thủ, đi tới cách bà lão một trượng. Hắn đứng đó nhìn chằm chằm bà lão đối diện mình. Tôi không biết chừng mực, không biết có A Ba và mẹ, trong mắt mọi người thì không có tư cách gì hoặc là thân phận. Nhưng A Công luôn từng nói với tôi rằng trời giáng mưa, người xem đến vĩnh viễn chỉ là một phần. Người sẽ không biết khi nào mưa dừng lại, sẽ có nhiều ít nước bùn dưới đất, người chỉ có thể thấy mặt trên, không thể thấy đáy. Năm nay tôi 16 tuổi. Tô Minh cúi đầu nói khẽ. Nói xong hắn xoay người chậm rãi trở về. Lôi Thần đi sau lưng của Tô Minh, ngoái đầu hung tợn trừng mắt nhìn bà lão, hừ một tiếng. Tiễn thủ và Sơn Ngân thấy bà lão không nói gì nữa, chậm rãi lùi lại, mang theo Bác Lăng và Ô Lạp, có tộc nhân Phong Quyền dẫn dắt, dần đi xa. Bà lão nhìn bóng lưng của Tô Minh dần quất, nhíu mày, trong mắt lóe lên tia sáng người bên ngoài không hiểu, xoay người đi hướng phía sau. Bạch Linh, theo ta trở về. Bạch Linh đứng đó nhìn Tô Minh khuất xa, lòng rất loạn. Bên tai truyền đến lời của bà nội, cô yên lặng sau lưng bà. Mỗi một bộ lạc bái lạy đã bị mời vào thành đá, bị xếp đặt ở địa điểm chỉ định, đợi đến khi kết thúc thăm viếng. Ô Sơn Bộ Lạc được sắp xếp phía nam thành đá, một phòng ốc lớn có 9 gian nhà liên tiếp cùng một chỗ, xung quanh có một ít hàng rào, khiến nơi này như là bị đơn độc phân cách. Giờ phút này, trong một gian nhà, tất cả tộc nhân Ô Sơn Bộ Lạc đều tụ tập lại, khoanh chân ngồi, nghe tiễn thủ ngồi trên ghế nói. Số lượng tộc nhân Phong Quyến Bộ Lạc vượt qua Ô Sơn Bộ Lạc rất nhiều, cứ thế tính ra thì họ có được man sĩ cũng vượt xa chúng ta. Lại thêm Phong Quyến Bộ Lạc là bá chủ tám vương xung quanh, mấy năm một lần bái lạy cung phụng, khiến cho Phong Quyến lại gần như là nắm giữ tất cả thảo dược nơi đây, thậm chí man tược cũng có đến vài cái. Ánh mắt tiễn thủ quét qua mỗi người, trầm giọng mở miệng. Một bộ lạc cỡ trung không phải Ô Sơn Bộ Lạc chúng ta có thể so sánh. Phong Quyến Bộ Lạc có được man sĩ, ta không biết số lượng cụ thể, nhưng chắc cũng hơn trăm. Trong đám man sĩ này
có đầy đủ thảo dược, có màn tượng khác nhau, truyền thừa, bộ lạc nhỏ không thể sánh bằng được. Tốc độ tu hành của bọn họ nhanh hơn chúng ta, điều kiện bên ngoài của họ tốt hơn chúng ta, thậm chí là trong bọn họ xuất hiện xác suất thiên tài cũng vượt xa Ô Sơn bộ lạc chúng ta. Trong khoảng thời gian này, ta và Sơn Ngân sẽ không hạn chế dấu chân của các người, mang các người đi tới đây vốn là để nhìn thấy sự cường đại của bộ lạc cỡ trung, học hỏi cường giả cùng thế hệ của Phong Quyến bộ lạc. Ta hy vọng các người có thể lại đây kết bạn với vài người, mặc kệ là Phong Quyến bộ lạc hay là bộ lạc khác. Trừ Hắc Sơn bộ lạc là kẻ địch vốn có từ xưa, còn lại các bộ lạc các người đều có thể quen biết. Tiễn Thủ nói đến đây thì ánh mắt đứt qua Tô Minh, từ khi trở về luôn giữ im lặng. Đồng thời ta cũng hy vọng các người xem bạn cùng đẳng cấp ở bộ lạc khác, tìm thấy sự chênh lệch và mục tiêu. Nhưng các người hãy nhớ kỹ một điểm, trong Phong Quyến bộ lạc tuyệt không cho phép đấu đá. Các người có thể yên tâm, điều này không chỉ mình chúng ta, bộ lạc khác cũng như vậy. Ngoài ra thời gian các ngươi ở Phong Quyến bộ lạc sẽ dài một chút, mỗi vài năm một lần bái lễ cung phụng, cũng là Phong Quyến bộ lạc cử hành đại thử. Nếu có thể đến được thứ hạng tốt, sẽ có lợi rất lớn cho cá nhân các ngươi. Bắc Lăng, ngươi ở Phong Quyến bộ lạc mấy năm nay, rất hiểu biết nơi này. Ngươi hãy giới thiệu một chút về cường giả Phong Quyến bộ lạc cùng thế hệ với các ngươi. Bắc Lăng ngồi một bên nghe vậy thì gật đầu. Trong Phong Quyến bộ lạc có rất nhiều cường giả, đặc biệt là cùng thế hệ chúng ta, có 7 người cần đặc biệt chú ý. Trong đó người thứ nhất tên là Diệp Vọng. Người này... Trong lúc Bắc Lăng giới thiệu, Tô Minh ngồi trong góc không nói một lời. Bà lão U Long bộ lạc nói khiến hắn rất khó chịu. Dù giờ trở lại đây thì đầu óc vẫn quanh quẩn câu nói kia, khiến cho Tô Minh nhắm hai mắt lại, siết chặt tay. Tô Minh! Một thanh âm lạnh băng lọt vào tai Tô Minh. Tô Minh ngước nhìn, chỉ thấy Sơn Ngân khôi thủ đội săn trong bộ lạc đang ngồi xếp bằng phía sau mình. Màn công Ô Long bộ lạc vì sao lại nói mấy lời đó với ngươi? Sơn Ngân bình tĩnh nhìn Tô Minh, trầm giọng mở miệng. Không có gì. Tô Minh lặng lẽ giây lát, lắc đầu nói. Sơn Ngân nhíu chặt mày, mắt chẹt qua tia kỳ dị, đang định mở miệng thì bỗng ngẩng đầu nhìn bên ngoài gian nhà. Cùng lúc đó Tiễn Thủ cũng tập trung nhìn lại, chỉ thấy tộc nhân Phong Quyến bộ lạc phụ trách tiếp khách tuổi khoảng chừng 30 đang chạy vội tới. Ai là Tô Minh? Man công cho gọi, xin cùng ta đi qua. Tô Minh ngẩn ra, đứng dậy nhìn Tiễn Thủ ngồi phía trên, thì gã nhẹ gật đầu thì mới đi ra gian nhà, đứng trước mặt tộc nhân Phong Quyến bộ lạc. Tôi là Tô Minh. Tô Minh bình tĩnh nói. Tộc nhân Phong Quyến bộ lạc nhìn Tô Minh một chút rồi xoay người đi. Tô Minh hơi do dự, theo sát đi ra khỏi gian nhà. Cùng lúc đó truyền đến tiếng của Bắc Lăng ở đằng sau. Đại thử năm trước khoảng 100 người tham gia, nhưng thứ hạng 50 đứng đầu cuối cùng gần như đều là thuộc tộc nhân Phong Quyến bộ lạc, đặc biệt là 10 hạng đầu. Theo tôi biết thì 50 năm nay chưa từng xuất hiện người ngoài. Dù chỉ là một lần, đại thử năm nay chắc cũng sẽ thế. Các người hãy nhớ kỹ, lần này phải phối hợp để tiến vào 50 thứ hạng đầu. Chỉ cần được vào 50 thứ hạng đầu, dù chỉ là chót nhất thì cũng là công lớn cho Ô Sơn bộ lạc chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo của bộ truyện Cổ Ma. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của bộ truyện nhé. Xin chào mọi người.